Sáng ngày 7 tháng 10, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ xuất viện cho hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi. Tại đây, các bác sĩ cập nhật tình hình sức khỏe của hai bé và cho biết trong thời gian tới, Trúc Nhi, Diệu Nhi sẽ tiếp tục thực hiện 4 cuộc phẫu thuật nữa. Hai bạn nhỏ có phần buồn ngủ, tuy nhiên vẫn luôn cười khi các bác sĩ hoặc nhà hảo tâm đến chụp hình. Tổng viện phí của hai bé Song Nhi khoảng 1,2 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm chi trả một nửa, số tiền phải đóng khoảng hơn 600 triệu đồng. Ngoài ra, các mạnh thường quân khắp mọi nơi còn chia sẻ với hai bé số tiền khoảng 2,3 tỷ đồng. Với số tiền này, bệnh viện sẽ làm sổ tiết kiệm 1,5 tỷ đồng trao cho hai bé trong ngày xuất viện. Bố mẹ Song Nhi quyết định tạm ứng số tiền hơn 200 triệu đồng cho các đợt điều trị tiếp theo. Hiện tại bé Diệu Nhi được tạo hộ môn tạm hai đầu, trong vòng 1 tháng tới sẽ đóng hộ môn tạm cho bé. Riêng Trúc Nhi hoàn toàn không có hộ môn thật, rất khó để tạo hộ môn tạm cho Trúc Nhi. Tuy nhiên giờ Trúc Nhi lại phát triển tốt hơn Diệu Nhi do việc đặt hộ môn tạm cho hai bé. Về hệ niệu sinh dục, may mắn là cả hai bé có hai thận, tuy nhiên thận lại đổ chung về bàng quang. Rất may sau phẫu thuật, hai bé đi tiểu tiện bình thường, đó là một thành công của ekip mổ. Trên thế giới, tỷ lệ song sinh dính nhau là 1 trên 200.000 trẻ sinh sống. Ca phẫu thuật huy động sự tham gia của 93 y bác sĩ, nhân viên y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đến gần 19 giờ tối 15 tháng 7, ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền kéo dài hơn 13 giờ thành công tốt đẹp.